23 Ở xóm núi, chuyện của mọi nhà đều bị đem ra bàn trong các câu lạc bộ gia đình. Dù họ là ai và bất kể muốn hay không, các nhân vật nằm trong tầm quan sát của đám đông đều bị mô tả, phân tích, mô xẻ, phẩm bình và sao rốt phải nhận sự phán quyết. Những câu lạc bộ gia đình là những pháp đình xưa cũ nhất nơi làng quê xóm núi vốn là một làng lớn nhưng vẫn giữ tên khởi thủy nên người ta chia nó thành ba đơn vị xóm thượng xóm hạ và xóm trung mỗi xóm có một tụ điểm ấy là nơi hội họp tán ngẫu nghe đài khi dòng đời bình lặng để bàn cãi tránh cướp được thua và sau rốt tuyên án nhân vật nào đó khi trong làng xảy ra một sự kiện bất thường. Các câu lạc bộ gia đình đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân cư. Chúng được hình thành lúc nào chẳng rõ, thường là ở những gia đình khá giả và hiếu khách. Nơi xóm riêng có thể thả sức tụ bạ mà không sợ bà chủ xưng mặt hoặc ông chủ ném mèo, quèo chó. Các gia chủ luôn có một vài món ăn vặt đãi khách Nhà ông trường xóm hạ Có lạc rang với bỏng ngô Nhà ông trường xóm thượng Có mía lùi hoặc mía ướp hoa bưởi Nhà cụ phiêu ở xóm trung Có mứt sắn và bóng nếp ngào mật Không ai quy định lịch sinh hoạt Nhưng người ta thỏa thuận ngầm rằng Cứ năm sáu hôm một lần Tùy theo thời tiết Trời ấm lạnh Quang quẻ hay mưa gió Vào những ngày thuận trời Sau bữa cơm chiều gia chủ thắp cây đèn bão lớn đặt trước thềm đó là dấu hiệu báo trước một buổi tối sum họp nhưng trong vòng hai tháng nay mọi sự đảo lộn không chờ cây đèn bão của gia chủ khêu lửa người ta tự xách đèn nhà tới rồi mặc gia đình chủ nhà đang dở bữa cơm khách đã ngồi đầy thềm đầy sân người kiếm ghế kè mượn chiếu rải mấy bà tự xách ấm xuống bếp đun nước mấy ông tự rút trà đem theo trong túi ra pha chuyện rào rào như ong vỡ tổ chẳng ai rào đón chẳng ai vòng vo họ đâm bồ ngay vào câu chuyện đang làm náo động cả vùng cuộc tình duyên oái oăm giữa một bà vợ với hai ông chồng giá như đó chỉ là một chuyện tình thuần túy hẳn mọi người cũng không đến nỗi bức xúc như vậy nhưng chuyện này lại kèm theo một sự kiện hết sức trọng đại với cuộc sống của họ Việc mọc lên một ngôi trường tiểu học 12 lớp, đủ cả phòng thể dục lẫn giải trí cho cư dân miền Sơn Giã. Bao đời nay, xóm núi chỉ có một lớp vỡ lòng đặt sau trái đình đổ nát. Đình làng cũ đã bị phá một nửa thời kháng Pháp. Sau hòa bình, ủy ban phá nốt nửa còn lại và xây trên đó ngôi trụ sở ủy ban. Riêng trái nhà phụ của đình xưa vẫn đứng gù gù như kẻ tàn phế phía sau lưng trụ sở trông cóc cái bần thiểu với mấy bức tường lờ lói không cửa sổ cũng không cửa ra vào trống hoang trống huếch trong trái đó kê dăm hàng ghế băng với tấm bảng đen cũ ấy là nơi khai trí cho bọn trẻ xóm núi khi đã vỡ mặt chữ lũ trẻ phải sang học tiểu học ở làng bên tuy nhỏ hơn xóm núi nhưng gần huyện lộ bởi thế đám trẻ xóm núi bò học cũng nhiều ba cây số đối với trẻ nhỏ không phải là ít hơn nữa lại phải lội qua con suối ngày hè đã vậy nhưng còn mùa đông lúc tạnh ráo đã đành nhưng còn hồi mưa gió thế nên khi ủy ban xã ra thông báo tiếp nhận quà tặng của công dân trần quý hoan gồm ngôi trường tiểu học 12 lớp kèm theo khu văn phòng và thể thao giải trí dân cư xóm núi náo loạn cả ngày lẫn đêm cái tin đó, dù đã được in rành rành trên giấy trắng mực đen, vẫn giống như cơn mơ giữa ban ngày hoặc chuyện thần thoại hơn là sự thật. Người ta nửa tin, nửa ngờ. Nhưng chỉ một tuần sau khi báo tin, hai tốp thợ được trở lên, mỗi tốp trên 10 người. Tốp thứ nhất, xây trường tiểu học ngay trên đất dựng đình làng cũ, sau lưng trụ sở ủy ban. Tốp thứ hai, dựng nhà cho hoan trên khu suối nhỏ. Khu trại mới này rộng gấp 3 lần khu trại cũ của Hoan và tiền thuế đất đã gần bằng tiền thu hoạch nông sản của anh ta hai vụ qua. Khu dinh cờ riêng của Hoan chẳng dính líu gì tới mọi người, dù quy mô của nó khiến cả huyện nóng mắt. Nhưng khu trường tiểu học đúng là bài toán hiểm hóc. Không ai hình dung nổi một người bình thường, bỗng dưng có thể bỏ tiền túi ra làm một công trình như vậy, cho dù đang đứng trên núi của. Trước mặt dân xóm núi, Hoan là kẻ điên khùng hoặc một tay thương gia cáo già xảo quyệt đang dâng một cái bẫy khổng lồ để chụp bắt một con mồi khổng lồ mà họ chưa thể mường tượng nổi. Trong dòng đời tè nhạt miền sơn dã nơi ánh điện chưa tới, tiếng máy nổ 140 mã lực của Hoan giống trận núi lở hoặc cơn mưa đá vài chục năm mới xuất hiện một lần. Khu trại thợ xây sáng rực, cuốn hút đám trai trẻ và thiếu niên trong vùng lui tới. Còn dân làng đổ ra, xuống bắc đoàn ô tô chở nguyên vật liệu. Những thứ gạch lát sáng bóng màu sắc rực rỡ họ chưa từng thấy. Những thiết bị phòng tắm và vệ sinh bằng sứ trắng muốt trắng hơn cả bát đĩa họ vẫn dùng. Các tấm vải lớn theo hoa lộng lẫy để căng trong nhà thể thao và giải trí. Thầy thầy những thứ đó đập vào mắt họ làm gan ruột họ nôn nao, xốn sang. Mọi thắc mắc đều trút vào buổi tối hội họp. Các gia chủ không dám chối từ. Và chăng chính họ cũng đầy tò mò thắc thỏ, cũng ở trong cơn lốc. Và như thế, các câu lạc bộ gia đình của xóm núi gần như tụ tập hàng ngày. Không khí chẳng giống ngày rỗ Tết, cũng không phải hội hè nhưng là một thứ nao nức bất thường Một nhu cầu bất thường Một niềm đam mê bất thường Cùng một lần chi phối đời sống Của đám cư dân miền sơn giã Vào một tối như thế Nhà cụ phiêu chuyện râm ran Nở như ngô rang Mới tắt mặt trời Nhưng người ta đã hối hà ăn cơm Hối hà cắm vào miệng Rồi xách đèn ra đi Trước thềm nhà vị gia chủ Hơn một chục cây đèn Đứng răng hàng Giống như cảnh nhà có đám cụ phiểu đã sai con dâu ngào bỏng nếp với mật từ chiều bỏng được đơm đầy có ngọn trong những chiếc đĩa sành cổ lớn vành gần chục phích nước sôi sắp hàng sẵn để khách pha trà sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cả nước sôi lẫn ấm chén sạch gia đình chủ nhà mới kéo xuống gian nhà ngang ăn bữa tối ngoài sân tiếng rít thuốc lào vang lên ròn rã và chuyện khởi đầu vẫn là câu hỏi về sự hào hiệp đến mức điên rồ của gã lái buôn gốc rễ thị thành. Trên đời này, chẳng ai dám gánh vàng đi đổ xuống sông. Chắc chắn anh ta phải có một mưu cầu gì đấy. Người thành phố khôn ngoan lắm, đồng tiền bỏ trong túi họ, sinh sôi nảy nở, mà đồng tiền thảy ra ngoài túi họ cũng phải đẻ lời đẻ lãi Đám dân quê chúng ta làm sao biết được Hay Khu suối nhỏ có mỏ vàng bên dưới Đúng Tôi đã ngờ chuyện đó từ lâu Hẳn tay hoan cầm chắc bỏ túi hàng tạ vàng Mới dám liều thảy ra Vài chục thẻ Xây trường cho đám dân xóm núi Nếu suối nhỏ có vàng Thì khu suối lớn Và trang trại của gia đình bác thới với tôi đây Cũng có Nhưng xin các ông đừng mơ mà ông Tôi đã đi xem nhiều khu vực đãi vàng chẳng nơi nào sơn địa giống nơi đây tổ tiên chúng ta chẳng có số bắt được của đành bới đất lật cò mà ăn thôi ông nói thế nghĩa là tay hoan bỏ ra một núi của chỉ để lấy tiếng thơm thôi à thời nay làm đếch gì có kiểu người như vậy tôi không biết nhưng tôi bảo đảm rằng khu suối nhỏ lẫn khu suối lớn đều chẳng có vàng Tôi không nói liều Bởi tự tay tôi đã đào nát vùng đất ấy Các vị có nhớ thằng cháu gọi tôi là cậu ruột Ở tỉnh Thanh vào đây chơi hay không Nửa năm trời Hai cậu cháu tôi đi săn thỏ với đào trút Nói vậy Nhưng chúng tôi cũng không săn thỏ Cũng không săn cáo Chúng tôi bới đất tìm vàng Chúng tôi đã mơ mộng Đã hành động trước các vị Đói thì đâu gối phải bò nhưng thằng nghèo là những thằng hay mơ mộng và tìm kiếm À, ra thế, ra anh cũng gớm thật Vậy mà hồi đó tôi cứ ngỡ anh sách lưới tới bãi cáo Tôi cũng không tin vùng ta có vàng Và chăng nếu có, tay hoan cũng không được tùy tiện khai thác Anh ta nộp thuế đất để canh tác Chứ không phải là để đào quặng Trong trường hợp phát hiện ra mỏ vàng Nhà nước sẽ thu hồi tức thì gì chứ tiền với vàng thì thiên hạ ngửi ra mùi nhanh lắm mà chính phủ thì còn thính mũi hơn dân thế ông bảo tay hoan quay lại đây chỉ vì tiếc cô vợ hay sao trước mắt tôi chưa tìm được lý do nào khác chính tôi gặp anh ta dẫn con trai vào nhà cậu bôn sớm hôm ấy sau đợt cô miên từ bệnh viện thành phố trở về trông anh ta ra sao gầy hơn chút đỉnh nhưng trắng hơn nó mắt anh ta cứ rầu rầu Xịt Mắt thằng cha ấy lúc đếch Nó chẳng mơ mơ màng màng như Mắt lũ thầy dòng Tôi lạ gì anh ta Trước đây chiều chiều tôi vẫn uống trà Trên sân thượng nhà ấy Với cánh ông Chi, ông Trác Nhưng rõ ràng anh ta buồn hơn xưa Người chứ gỗ đá đâu mà chẳng buồn Gì thì họ cũng đang sống yên vui Đầu gối tay ấp Đứa con lại đẹp như thiên đồng chè thanh bút so với nó cũng chảy mất dép Thế hôm ấy Tay buôn có nhà không Có Hai thằng được dựa chạm chán nhau ra sao Tôi làm sao biết được Chẳng nhẽ đâm bổ vào nhà người ta Hóa ra quân tập mạch à Vẽ Tôi thì tôi cứ chạy vọt vào Hàng xóm láng tỏi Nếu không thế Cũng là người trong làng ngoài xóm Có gì mà ngại Ông nói thối bỏ mẹ Trong làng ngoài xóm Vậy từ xưa đến nay Đã có láng giềng nào nhảy bổ vào nhà ông Lúc ông đang tụt quần máy ra không Thôi 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 Vớ vẩn lại sinh sự Sự sinh bây giờ Để tôi hỏi đã Sớm ấy Ông không nói chuyện với tay hoan hay sao Có chứ Nhưng chỉ là vài lời thăm hỏi thông thường Chỗ quen biết cũ Làm sao tôi dám thọc vào chuyện riêng tư của họ Anh ta cũng chỉ đáp vội vàng vài lời Rồi chào tôi đi lúc đó đã ở xéo ngõ nhà cậu Bôn, tôi nhìn theo thấy cậu Bôn xách ấm nước từ trong bếp đi ra, đứng sững giữa sân như trời trồng, tuồng như họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau và đó là lần đầu tiên hai anh chồng chạm trán. rồi sao nữa? chẳng sao cả, tôi cút không lẽ đứng đó mà dòm ngó nhớ anh ta quay đầu lại mặt tôi hóa cái mặt mỏ. Bà xã nhà tôi nghe đám láng giềng bà Huyên kể rằng tay Hoan ăn nói rất nhún nhường, nhã nhặn. Anh ta hỏi han tình hình sức khỏe lẫn việc làm ăn của cậu Bôn, rồi mời cậu ta về nhà mình ở. Cùng với cô Miên? Có lẽ vậy, thằng cha này điên là cái chất, điên cái con cụ khẹt. Nó là thằng buôn giỏi nhất thành phố, giàu nhất thành phố. Nó vờ vĩnh hỏi thăm thằng Bôn làm phép thôi. Ai chẳng biết cậu ta giật dẻo chưa kiếm nổi nửa đồng xu Toàn sống bám vào váy vợ Tôi cho cái giống thị thành là chúa đều Họ biết đủ cách làm nhục người nghèo Chúa đều Anh ta cũng vẫn nuôi cô miên Và nuôi cả cậu bôn ngần ấy tháng ngày Ông tử tế vậy Cả đời ông Ông đã cho ai được nửa bát gạo ấy chưa Tôi cắm mặt xuống đất Còn kiếm chưa đủ cơm Đủ cá bỏ vào lỗ miệng vợ con Tôi móc cất ra cho thiên hạ Thế thì đừng hàm hồ chửi người đời là đồ đều Mãi mốt cái đồ đều ấy nó xây xong trường Ông có cho con ông tới học hay không? Thôi 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 Xin cả ông dẹp cái máu cá nhân đi Nếu ngứa lưỡi Đã có sẵn mấy bụi dứa sau vườn Tôi hỏi đã Hôm đó cậu bôn trả lời ra sao? Tất nhiên cậu ta từ chối Nhà mình dẫu có tốt lêu rách Cũng vẫn là hương hỏa Mặt mũi nào giúp dưới mấy nhà kẻ tinh địch Họ có đánh nhau đâu mà gọi là tình địch Không đánh nhau Nhưng cùng yêu chung một người đàn bà Chẳng tình địch thì gọi là cái gì Thế Cô Miên nói sao với tay Hoan Nghe đầu cô ta ôm chặt lấy anh ta Mà khóc như mưa như gió Trời đất Ôm anh chồng thứ hai Khóc trước mặt ông chồng thứ nhất Đàn bà thời nay lố lăng đến thế là cùng Ngày trước chỉ đàn ông Mới năm thê bảy thiếp Bây giờ chẳng ai được quyền hai vợ Ông nào giỏi chấm mút cũng phải giấu cho kín Nếu không chính quyền làng xóm chẳng để yên Vậy mà cô Miên Một lúc ôm cả hai thằng đàn ông Giữa thanh thiên bạch nhật Người đàn ông nói những lời cay cú ấy Có một giọng riết róng Không ra thổ cũng chẳng phải kim Nghe như tinh ngứa cạo vào nhau Sau khi chép miệng một hồi Ông ta quay chiếc cằm nhọn hoắt Với tròm râu dê sang đám đàn bà con gái đang ngồi túm tụm trên hai manh chiếu rải trước cửa bếp thế nào các bà các cô có thèm được ôm hai thằng chồng một lúc không phát biểu thẳng thắn cho chúng tôi rõ đám đàn bà xóm núi gần đây mới dám đặt chân tới các câu lạc bộ gia đình nhưng họ không tự do như các ông vì lúc nào cũng kéo theo vài cái đuôi con hoặc cháu Đến đâu họ cũng chỉ dám ngồi ở góc tối để có thịt tỉ mần làm việc vặt và dỗ dành lũ trẻ khi chúng lăn ra ngủ. Thường họ ngồi lặng lẽ, dòng tai nghe, chứ không dám lên tiếng. Tối ấy, các cô con dâu của cụ phiều đã tranh thủ kéo ra hai bao tải lạc. Thế là hơn một chục bà và cô ngồi bóc lạc tí tách. Nghe gã đàn ông có tròm râu dê cao giọng hỏi, không biết ai đối đáp, cứ lý nhí trong họng chỉ có tiếng vỏ lạc bị kẹp vỡ nổ lép bép một cách giòn rã hơn. Sau vài giây ngưng lặng, một người nào đó giọng oang oang, trẻ trung và tự tin cất lên xóa vỡ sự im lặng. Thôi, để cho các bà các cô được yên tâm bóc lạc, họ không nhiễu sự như cánh đàn ông chúng ta. Nhưng dù các ông có bình phẩm kiểu gì cũng mặc, tôi vẫn phải công nhận rằng khắp thiên hạ khó có người đàn ông thứ hai nào xử sự được như anh ta. Trừ phi Hoan có âm mưu lừa cậu bôn về nhà mình để đầu độc hoặc giết hại ngấm ngầm. Đứa nào dại dột làm chuyện đó để ngồi tu mót gông. Biết đâu được ái tình, đã mê thì muội, các cụ vẫn dạy từ xưa. Người ta giàu có, cái nhà với họ đáng là bao. Và chăng anh ta thương vợ, anh ta không nỡ nhìn vợ sống nơi nhà tranh, vách nát. Xin lỗi, có của chất cao bằng núi cũng chẳng ai đi đón thằng đàn ông đã ngủ với vợ mình về sống dưới mái nhà do công sức mình tu tạo. Anh ta không biết ghen à? Ông đi mà hỏi anh ta, tôi làm sao biết được? Lòng vả cũng như lòng sung đã là người, thằng chó nào chẳng có máu ghen. Mà tôi cũng là, tại sao anh ta không lấy vợ khác? Thành phố có hàng tạ gái trẻ, nõn nà như tiên dáng thế. Cô miền có đẹp, cũng vẫn là nái xề Tôi mà giàu có lại bành trai như thế Tôi sẽ cưới một đứa còn trinh 17-18 ra thịt thơm tho óng ả à. Không gì bằng gái trẻ Một cái lờ lạ bằng một tạ lờ quen Tới đó đám đàn ông phá lên cười Rất chàng cười của họ Từ trong góc tối một giọng một người đàn bà cất lên Khàn, lạnh như nước khe tháng chạp Nói năng hay hớm nhỉ vậy từ rầy, đừng rút vào cái lờ quen nữa nhé tổ sư cái giống bạc tình tài hèn sức mọn không bám vào váy vợ thì đến điếu thuốc lào cũng chẳng có mà hút đã không biết phận biết thân còn thích nói thánh nói tướng đám đàn ông im bặt không một ai dám ho khan hoặc hắng giọng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mũi vo ve đám đàn bà cũng ngừng tay bóc lạc và không ai bảo ai tất cả cùng dòng tai lên nghe ngóng chờ đón sau vài tích tắc ghê rợn đó người đàn bà có giọng khàn khàn kia tiếp tục này dựng tai lên mà nghe tôi nói cho tường các người túm năm tụm ba tối nay đến tối khác bàn chuyện nhà cô miên cũng chỉ vì ghen tị cả làng này đố thằng nào có túi tiền to hơn túi tiền của anh ta đố thằng nào đẹp mã hơn anh ta cũng đố thằng nào chiều vợ hơn anh ta bây giờ bỗng dưng anh ta bỏ ra một đống tiền xây trường học cho con cái các người ai nấy bụng sướng mê tơi nhưng mồm khép chặt như mồm cóc có mấy người dám công khai mở miệng khen ngợi anh ta cảm ơn anh ta chả là khen người thì hóa ra mình hèn quá nhục quá nếu anh ta cũng ốm đau quọt quẹo như cậu bôn cũng đẻ con quái thai vì nhiễm chất độc da cam như cậu ta hẳn các người sung sướng như mở cơ trong bụng miệng nói thương xót Nhưng lòng bảo dạ Mạch chẳng bằng ông Sửa nay thiên hạ thường báo Giống đàn bà nhỏ nhen Ghen tị Thật ra lũ đàn ông còn nhiều lòng ghen hơn chúng tôi Chỉ có điều Các ông biết giấu lòng ghen Bằng nhiều cách Như tôi đây này Chẳng quanh co gì Tôi ghen với cô Miên lắm Nhưng tôi không ghét cô ấy Vì như thế chẳng thêm được cái gì Ai mà chẳng ghen với một người tốt số như vậy nhưng trời không cho mình nhan sắc Mình đành phải lấy cái thứ đàn ông vô tài thiếu đức Loại gà que Ăn quần cối say Bà ta nói đến đó Cụ phiêu từ trong nhà bước ra cao giọng hòa giải Thôi thôi Tôi xin Chuyện đùa bỗng dưng hóa thật Bây giờ đề nghị bà con chuyển mục cho Chẳng hay hớm gì việc tò mò tọc mạch vào gia đình người khác Tôi quen biết cả anh Hoan lẫn cậu Bôn Tôi quý cả hai người Họ có nỗi riêng tư mà chúng ta không hiểu Tốt hơn hết cứ để họ sống cuộc đời của họ Không ai đáp Lại im lặng Bóng một người đàn bà cao lớn cứng nhằng vụt đứng lên ra ngõ Chắc chắn đó là người vừa tuyên chiến với đám mày râu và sỉ nhục Đức Lăng Quân là loại gà quẻ ăn quẩn Không rõ mặt nhưng trong bóng tối nhập nhòa vẫn thấy được chị ta có dáng đi đầy nam tính lẫn mái đầu đồ sộ theo sau chị Vài người nữa Kẻ cõng con Người bế cháu Đám đàn bà còn lại tiếp tục bóc lạc Chuyện bắt đầu cất lên lè tè rơi rạc Trong cánh đàn ông Chuyện nương vườn Giống má Giá phân bón Giá thuốc trừ sâu Tiếng điếu cày rít song song Hết góc này sang góc kia Và những đám khói trắng hăng xè Lơ lửng Tan dần trong không trung Một ai đó ngáp rồi kêu Ôi Đêm nay sao đầy trời chi chít những sắc vừng Mấy giờ rồi nhỉ? Bấm cái đèn pin xem sao 7 giờ 25 phút Còn sớm chán Rồi ai đó chợt cao giọng Tôi nghe người ta nói Cái quái thai cô miên đẻ ra không có đầu Ông bảo thức hết đồn thổi Và thế là câu chuyện lại xoay về người đàn bà nhan sắc với hai ông chồng bởi thời gian dài rộng quá Và trốn sơn dã buồn tẻ này Nơi nhịp đời hưu quạch Trôi như dòng nước lẻ loi Dòng nước nhỏ nhoi không bến bờ Không cầu, không thuyền, không sóng Không đến cả rong rêu Và những đám xác vờ Trong nhịp đời đơn lẻ ấy Người ta không thể chối từ một cơ hội Quá may mắn, quá hiếm hoi Để trí não được hoạt động Và để dựng lại một pháp đình xưa cũ Một pháp đình vô ảnh Vô hình nhưng bền vững nơi đó bất cứ kẻ vô danh nào cũng được quyền đội mũ khoác áo quang tỏa. vào lúc tất cả các câu lạc bộ gia đình xóm núi náo động nhân vật chính ngồi thả khói thuốc ngày ngày trong căn phòng nhỏ hoan được trời phú cho biệt tài chọn người và dùng người ông giả lư tuy gắn bó chưa lâu nhưng giờ đã trở nên thủ tục nghiêm cẩn trung thành anh có thể phó thác mọi việc lớn nhỏ không cần đong đếm ông đã thay mặt anh làm thủ tục thuê mướn nhân công tính toán công xá và cũng thay anh kiểm tra toàn bộ hai công trình hoàn chỉ có mặt ở xóm núi ngày khởi công đào móng ngôi nhà mới trên khu suối nhỏ bởi theo tục lệ chính anh phải đứng trước mâm lễ vật cống thổ thần xin các thần linh thâu nạp anh vào miền đất mới và phù hộ độ trì cho anh trong cuộc sống tương lai chiều hôm đó anh đã quay lại thành phố để sáng hôm sau lấy vé máy bay vào bảo lộc hoan muốn nhượng cổ phần cho người khác thu lại vốn vì đối với anh chỉ giữ một cửa hàng tại thành phố và mở mang khu trại suối nhỏ cũng đã thừa bận rộn anh biết trời luôn luôn mỉm cười với anh trong việc làm ăn và thêm nữa anh muốn sống lại cuộc sống đích thực của anh sau quãng thời gian ngưng lặng cuộc sống đích thực của anh phải có người đàn bà đó cùng với người đàn bà đó và chỉ thế mà thôi tại sao tại sao tại sao chỉ gương mặt ấy thôi Chỉ dáng vóc ấy thôi Chỉ da thịt ấy thôi Liệu có thể thay đổi được không Bởi mọi sự thay đổi đều ở trong tầm tay ta Và cuộc sống sẽ bình ổn dễ dàng Đã nhiều lần anh cất tiếng tự vấn Và lần nào cũng không tìm được câu trả lời Hai bà chị anh đều biết anh đã qua lại xóm núi Đã bỏ một số vốn rất lớn để xây trang trại và trường học Và tất thảy những việc đó đều ngầm chứa quyết định trở về sống chung với người vợ cũ Cả hai bà đều lo ngại Nhưng không ai đủ can đảm lên tiếng ngăn cản Hoàn biết điều ấy Anh còn biết rõ hơn là chính anh Anh cũng không hiểu vì sao Mình đã quyết định đường đột như vậy Một buổi sáng nào đó Anh thức giấc trên giường Với tay bấm nút chiếc radio nghe tin tức Bỗng bắt gặp một điệu nhạc cũ Khúc nhạc anh từng nghe những ngày Đợi cuộc khởi hành của con tàu lên phương Bắc Điệu nhạc làm trái tim anh tan rỗng anh nằm bệt trên giường dù đã qua 8 giờ sáng, hút thuốc lá như một kẻ mất trí, càng hút càng thấy chân tay rã rời, càng hút càng thấy trí óc mờ mịt. Một khoảnh khắc nào đó, anh muốn khóc, rồi một khoảnh khắc sau, anh muốn đập nát căn phòng của mình, muốn thấy những bức tường đang vây bọc anh đổ sụp, đổ sụp. Cả cái cửa Hiện đầy người mua kẻ bán Đồ sụp cả dãy phố quen Cả cái thành phố Anh chán ngấy đến từng chân sợi tóc Anh mường tượng rằng anh có trong tay một cây búa lớn Kiểu búa tạ của thợ rèn Anh sẽ cầm cây búa đó Đập nát cái thế giới tồn tại quanh mình Trước tiên là cánh cửa buồng có gắn cái chuông nhỏ bằng đồng đúc Chị Nền đứng bên ngoài cánh cửa đó Cất tiếng Gần 9 giờ sáng rồi hoan ơi anh muốn gầm lên nhưng kịp nén cơn rồ dài. em mệt anh đáp và bỗng dưng nước mắt anh từ từ chảy xuống hai đuôi mắt những giọt nước mắt lăn qua thái dương bò sâu vào đám chân tóc và lạnh dần đi tại sao ta bỗng dưng muốn điên rồ bỗng dưng ta muốn nhảy xồ và bóp cổ bất cứ ai muốn phá nát thành phố này cuộc sống này anh không tìm được lời giải đáp anh nằm dán lưng xuống giường Nước mắt tiếp tục chảy Lúc đó có tiếng gõ cửa rụt rè Và lần này là giọng của đàn ông Thưa ông Ông có mệt lắm không? Giọng ông giả lư Tức khắc một ngọn chiều trào qua tâm hồn anh Tức khắc trái tim anh thét lên tiếng thét câm lặng rợn hồn Em Chính là em Em hành hạ trái tim đau đớn của tôi Em khiến tôi không thể sống cuộc đời an bình như những người đàn ông khác Em chính là địa ngục đầy ải tôi Là Khi tiếng thét chưa ngưng lặng Người đàn bà của anh đã quay về Bằng xương, bằng thịt Sát kề anh Mùi tóc, mùi áo, nét chân mày Những tia sáng ánh lên dưới rèm mi dày nặng Và phía sau chị Nương vườn xanh thắm Những giải đồi gió và nắng đứa con trai bi bô ngọng nghịu tất thảy cuộc sống qua vãng ùa về đầy ngập quấy đảo bùa chú mê đắm khiến anh gần như tức thở ta phải quay về cuộc sống của ta chính ở nơi đó với em cùng em bất chấp mọi thứ bất chấp tất thảy và sau tiếng kêu đó óc não nhẹ bỗng đi anh chống tay ngồi lên trong tranh những kẻ say sóng ngoài cửa Ông già lư khẽ khàng nhắc lại Thưa ông Liệu ông có tiếp tôi được không Nếu ông mệt Tôi sẽ quay về xóm núi Hoan luống cuống tìm chiếc khăn tay lau nước mắt Và anh cao giọng đáp Được được tôi ra ngay đây Anh cua chân tìm đôi dép Trong khi trái tim anh thét lên Quay về Quay về Quay về Và anh lao xuống phòng tắm Khi ông già lư ngồi uống trà chờ đợi trong phòng tắm, anh xối nước lạnh vào thẳng đầu tóc, mặt mũi, nghe da thịt rung rung chuyển động. Quay về, quay về, quay về, ta sẽ trở lại xóm núi, sẽ sống lại cuộc sống của ta, không gì ngăn trở được và trong lúc da thịt anh rộn ràng ca hát, bộ óc mẫn tiệp lên tiếng hỏi. Vì sao? Vì sao mãi đến hôm nay ta mới nghĩ ra điều này, vì sao ta cứ tự đầy ải? hành hạ ta trong những lo âu vớ vẩn những khen tuông đồi bại bởi chính ta mới là kẻ có chủ quyền chính ta mới là người được pháp luật ủng hộ vừa lau khô tóc hoan vừa nhớ lại thời kỳ u tối mới trải qua khởi đầu bởi tin miên có thai với người chồng cũ cái tin đó không phải ông già lư mà chính là hai bà chị anh mang lại cả hai đều hớn hờ một cách thầm kín khi báo tin cho cậu em trai Hy vọng nó đánh dấu chấm cho cuộc tình với người vợ cũ Hy vọng mau mắn có cô em dâu mới Để giữ chân anh lại thành phố Và nhờ thế việc kinh doanh sẽ mở mang Phát đạt hơn Hoàn hiểu rõ những mong muốn thầm kín của hai người đàn bà đó Và không tránh khỏi mối ác cảm Họ, những người ruột thịt của anh Không biết họ độc ác nhường nào khi báo cho anh cái tin xét đánh kia Giống như cơn cuồng phong Nó bật rễ bẻ gãy lá cành thổi tan tác khu vườn nơi tình yêu của anh ẩn náu bởi anh đinh ninh rằng Miên chỉ yêu anh, mình anh, riêng anh và cuộc trở về với người đàn ông đầu tiên chỉ là một sự trẫm mình, là cuộc hiến tế cho tinh thần xà thân của những người đàn bà ở một xứ chinh chiến liên miên nơi cuộc sống của những người đàn ông chập chờn như cánh phù du và tất thảy sức mạnh của họ được gieo trồng nơi lòng trung thủy và sự cam chịu của những người vợ dáng đi lồi thùi của miên trong buổi sáng sớm sương mù tự hình ảnh của một cuốn phim được chiếu đi chiếu lại trong tâm tưởng người đàn bà yêu dấu ra đi với bị cò thạch trinh hương và đôi mắt của một kẻ bước chân vào phòng tù cấm cố mỗi bước đi lát một viên gạch trên con đường dẫn tới xứ u tì hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt theo thời gian càng ngày nó càng được khắc động hơn trong tâm trí anh càng ngày càng khiến anh đau đớn càng ngày càng thôi thúc phẫn nộ vì sao và vì sao nữa em phải chấp nhận một cuộc lưu đày và tôi trở về đây như thằng tù biệt xứ vì sao tuy nhiên nỗi đau khổ ấy lại là một lý do cho cuộc sống của anh có ý nghĩa giờ đây bỗng dưng người đàn bà yêu dấu mang thai như vậy cuộc ra đi của em không còn là một cuộc lưu đày mà là sự khai phá lại một mỏ quặng đã lấp vùi dưới bụi cát thời gian em đã từng yêu anh ta với một tình yêu mặn nồng hơn tôi tưởng hơn ngàn lần những gì em đã nói với tôi hóa ra tôi là kẻ dại khờ và em khôn ngoan hơn tôi nghĩ trái tim em già dặn hơn dạn dĩ hơn cặp mắt trong veo của em da thịt em tham lam dâm đãng hơn màu da Em thơ trẻ mịn màng Tôi là kẻ bị lương gạt Dù tôi hơn em 7 tuổi Người đời nói đúng Mỗi ả à đàn bà mang trong họ một mụ phù thủy già Hoàn đóng cửa nằm ly trong buồng trễ nài mọi công việc Nhiều lần căng đến rủ anh đi vui thú Nhưng anh cáo từ Anh thấy từng sợi gân Từng thớ thịt đều nhão nhùng Mệt mỏi như tâm hồn chán trường rượu rã Có lẽ họ đã đánh thức được những đắm say thời trước có lẽ ngọn lửa hồi ức đã khiến họ tìm được bóng dáng của chính họ thời thanh xuân Và giờ là cuộc truy hồi quãng thời gian đánh mất Anh nhắm mắt nhưng vẫn nhìn thấy miên vác cái bụng nghễu nghẹn phía trước gan ruột anh bút rát Không người đàn ông nào muốn nhìn thấy người đàn bà họ yêu dưới bộ dạng ấy Khi mà cái mầm sống làm méo mó thân hình thanh tú kia Không phải là sở hữu của họ Hồi miên mang thai thằng cu hạnh anh say đắm biết bao anh hân hoan như đứa trẻ được quà và rồi càng gần tới ngày chị ở cữ thân thể chị càng sồ sề mặt và chân chị càng phù nề anh càng thấy chị quyến rũ và xinh đẹp giờ anh mường tượng thấy biên dưới dáng vẻ nặng nề đó mái tóc rũ bên vai nhưng gã đàn ông ôm chị vuốt ve hôn hít chị lại là kẻ khác người ta vẫn quý trọng mối tình đầu vẻ đẹp hiện lên trong bình minh cuộc đời tựa ánh Mặt trời lúc dạng đông Cầu văn cải lương này mình đọc trong cuốn sách nào nhỉ Vậy mà thứ văn chương đó lại chính xác Chỉ riêng ta thiệt thòi Ta không có tình đầu Nói cho đúng Mối tình đầu của ta chính là Miên Này Miên Tôi yêu em Và em yêu kẻ khác Tiểu trung trần gian là trò mèo đuổi chuột liên hồi Em yêu anh ta vì lẽ gì vậy Anh thầm thắc mắc và biết mình là kẻ ngu ngốc tình yêu là tình yêu nó chẳng có cơn cớ gì chính anh hiểu điều ấy nhưng sau bao nhiêu dằn vặt anh vẫn không tìm được lối thoát và anh nhục nhã thú nhận với chính anh rằng anh ghen anh thù cái gã anh chưa từng nhìn rõ mặt một thanh niên giặt dẹo đen đùi bần hàn như người ta thường miêu tả với anh anh ghen với kẻ yếu đuối đó bởi vì kẻ yếu đuối có một thứ vũ khí không ai đọ nổi ấy là lòng thương cảm họ dấy lên trong những trái tim người khác này miên tôi biết tôi là kẻ chiến bại trong cuộc đọ sức bởi anh ta có thứ vũ khí đầy ma lực kia rồi anh mơ được trở thành một gã đàn ông nào đó chẳng phải là anh nghèo nàn và bất lực miễn là để kêu gọi nơi trái tim người đàn bà anh yêu niềm thương cảm quãng thời gian đó kéo qua một mùa xuân rồi tới ngày bất chợt ông già lư xuất hiện một nỗi lo âu trên gương mặt khắc khổ của người quản gia trung thành thưa ông có việc đột xuất khiến tôi phải đến lĩnh ý của ông anh bảo ông già ngồi xuống uống trà rồi hỏi bác nói đi có gì vừa xảy ra trên đó thưa ông tôi vừa đưa bà từ bệnh viện về anh cúi xuống châm điếu thuốc để tránh ánh mắt của kẻ đối thoại và sau khi kéo mấy hơi thuốc dài anh cất tiếng vẻ bình thản lạnh lùng mọi sự tốt lành cả chứ ông già nhìn anh dò hỏi thưa ông ông muốn nói điều chi hoàn bảo bác chăm sóc cô ấy đầy đủ như tôi dặn chứ thưa vâng tốt anh gật đầu và trong cử chỉ ấy tim anh đau nhói dường như một sợi gân nơi cổ được nối thẳng với quả tim làm nó thương tổn có lẽ người quản gia phát hiện được trên gương mặt anh điều chi lạ lùng. Ông ta bối rối ngừng lời. Còn anh, anh đứng lên xài bước trong phòng vài lượt rồi bất chợt quay lại hỏi. Trai hay gái? Ông già lư ngẩng lên nhìn anh, nỗi bối rối. Nỗi bối rối gắn cặp mi bạc vách chớp lê lịa. Thưa ông, ông không biết gì hay sao? Biết gì nhỉ? Hoàn hỏi lại và đột nhiên anh thấy nhịp tim anh ngừng hẳn dường như có một biến cố thật khủng khiếp sắp xảy ra một biến cố không chờ đợi cũng không thể đoán định nào bác nói đi anh dằn từng lời và ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mặt người quản gia ông giả lư không chịu nổi ánh mắt đó cúi xuống thưa ông bà nhà không sinh con bác nói gì ông bôn không có khả năng sinh con bình thường và lại chính bà nhà đã có lần tự hủy thai và lần bạo động ấy khiến bà nằm ốm liệt cho tới ngày ở cữ tự hủy thai hoàn gần như quát ông giả lưu chưa kịp trả lời anh đã nhắc lại câu hỏi bác nói cho rõ tự hủy thai là như thế nào thưa ông bà nhà đã lao vào cánh cửa buồng nhà ông bôn mấy bận cho cái thai trụy ra không riêng bà huyên mà cả xóm núi biết rõ chuyện này cả xóm núi biết nhưng hai bà chị ta không hề cất tiếng những người đàn bà xào quyệt này thật sự là họ đã đầy ải ta mấy tháng ròng ta sẽ trừng trị họ ta sẽ không tha thứ ý nghĩ đó bật lên trước tiên hoàn đưa mắt nhìn hai bà chị nhưng họ mài giao hàng cho khách anh uống một ngụm trà rồi nói đáng tiếc thật và anh châm điếu thuốc thứ hai với dáng điệu lạnh lùng điềm tĩnh trong lúc con tim hồn hền từng lời em không yêu anh ta không yêu không yêu em muốn xóa bỏ dấu tích của cuộc chung trả chỉ tình yêu đích thực mới xứng đáng đơm hoa kết trái vậy cuộc chung sống của em với anh ta vẫn chỉ là cuộc lưu đầy trái tim em vẫn thuộc về tôi với tôi bấy nhiêu là đủ anh uống cạn chén trà và hỏi tại sao bác không nói chuyện này sớm hơn người quản gia ngớ ra một khoảnh khắc đoạn hạ giọng thưa ông mọi chuyện xảy ra tôi không tiện nói thẳng với ông nhưng có kẻ tường tận với bà châu chính bà châu yêu cầu như vậy à có lẽ chị tôi quên mất đợt vừa qua thay đổi nhiều mặt hàng oan trả lời nhưng một lần nữa cơn giận dữ lại sôi lên trong máu ông giả lơ tiếp tục thưa ông sức khỏe của bà không tốt tôi muốn đưa bà về nhà nhưng bà nhất quyết chối từ tại sao bác cần nói cho cô ấy hiểu rằng đó chính là nhà của cô ấy và cô ấy có toàn quyền sử dụng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần nhưng bà vẫn khăng khăng từ chối bà nói rằng bà không muốn làm ô uế căn nhà chung bà giữ sự thanh sạch đó cho cậu Hạnh Trời đất ơi, em muốn giữ cho ngôi nhà không ô uế, nó là thánh địa của em, là nơi ngôi đền thờ phụng tình yêu không thể để rác rưởi lạc vào. Bởi thế em tự giam cầm mình trong cách căn nhà lá tồi tàn nhất vùng trong gia cảnh bần hàn ti tiện. Hoàn mường tượng tới căn nhà tranh nơi miên đang sống, anh tin chắc nó cũng tựa như những nơi lụp sụp tồi tàn anh đã từng chứng kiến một mái lá sơ xài ẩn chứa các loại sâu bọ gián kiến và côn trùng thường gần kề bếp nấu và chuồng nuôi gia súc mùi khói rơm lẫn mùi phân tẩm liễm không gian nơi đó miên sẽ phải gò lưng thổi lửa sẽ ràn rụa nước mắt khi gió đổi chiều và sẽ chẳng có một góc tắm rửa kín đáo kể chi đến than củi đun nước nóng thường xuyên Vợ anh đã phải chịu cảnh sống bần hàn đó Chỉ vì chị muốn giữ sự vẹn toàn của tình yêu cũ Không dám mang tấm thân chẳng còn trinh tiết trở về Thánh địa lưu giữ những di vật tình yêu Người vợ tội nghiệp của tôi Em muốn giữ ngôi đền thanh sạch Nhưng thân xác chúng ta đều đã ô uế mất rồi Ý nghĩ ấy khiến anh mỉm cười chua chát Qua đám khói thuốc Anh thấy hiện lên gian buồng nhơ nhớp che tấm màn đỏ chu nước vắt tấm khăn ướt sũng chiếc thau nhôm đựng nước tiểu mép mó dưới gầm giường anh hình dung gương mặt mòng quẹt với chiếc cằm nhọn hoắt của cô điếm cặp mắt chó giấy tô vẽ những chiếc móng tay sơn long lờ bấu lên cánh tay anh liệu miên có hình dung nổi những tình cảnh anh trải qua hay không chắc hẳn là không một người đàn bà chất phác tâm hồn tầm liễm những niềm tin tôn giáo như chị không thể tưởng tượng nổi cái cảnh anh vào nhà xí công cộng đại tiện như anh đã cùng trải nghiệm với gãy lá buôn căng có lẽ trong suy nghĩ của chị anh đang tìm kiếm một tình yêu mới tiến hành một cuộc hôn nhân mới và hẳn trong niềm tin của chị anh luôn luôn là người phong nhã Chàng anh hùng mã thượng chứ không phải là gã đàn ông vậm vạp hồn hền chạy theo căng Chui qua mọi cánh cửa tăm tối Lách qua những con hẻm ngập ngụa nước tống lẫn nước tiểu Những mảnh sân rồn tụ rác thối leo qua mấy cây cầu thang bụi bặm để chui vào một ổ chứa mạt hạng nơi ngoại ô Trong giây lát, quãng đời đã qua như cuốn phim chiếu lại Các hình ảnh tiếp nối, lướt trôi, Cuộc diễu hành của dĩ vãng cuồn cuộn như nước thoát nơi cửa sông Và trong dòng chảy đó mọi cảm xúc đan chéo, trồng chất, xô đẩy Mạch thời gian hòa trộn, các đường dây đứt nối, gút thắt, rối ren Hoan vừa ngửi thấy mùi ẩm mốc hôi hám nơi ổ điếm Lại vừa nhớ cung bậc giai điệu của các loài hoa trước sân ngôi nhà xóm núi Dạ hương góc này và hoàng lan góc kia Những mùi hương câm lặng Bỗng dưng cùng cất tiếng thở than hờ gọi. Anh vừa nhìn thấy anh trơ trọi trên bãi biển, thấy anh xanh sao phờ phạc trong góc một quán trà, lại vừa thấy anh dạo bước trên những con đường xóm núi, trên mảnh sân xào sạc lá rụng, giữa những rặng cà phê chín, rồi anh nhớ những lưỡi lửa vàng liếm dưới đáy chảo trong gian bếp ấm sực, nơi miên thường nấu những món ăn quen, không biết rằng tiếng cười của chị hay lửa đã làm tan Sương giá mùa đông. Khi em quay lưng đi Búi tóc sổ xuống đầy lưng Suối tóc huyền Ta thích cách nói văn chương thời lãng mạn Bởi cho dù cũ kỹ Chỉ nó mới tả được vẻ đẹp của miên Nhưng sao bỗng dưng ta lại nghĩ đến văn chương Cuộc sống chẳng văn chương chút nào Nó trần trụi và khốn khổ Phải Cuộc sống trần trụi khốn khổ Anh đón trước điều ấy Vì anh hơn miên bầy tuổi đời Và anh là đàn ông Người có trách nhiệm lèo lái con thuyền Anh đã phòng ngừa cái khốn khó Và đều già cũng đẫn lòng trắc ẩn Và cái tuần lễ cuối cùng họ chung sống Anh đã toan tính trước Nỗi nhọc nhằn miên sẽ phải gánh chịu Dù họ chìm đắm hai lần Vào cơn giày vò chia ly Và đam mê tình ái Anh vẫn đủ tỉnh táo để thu xếp các món tiền món đưa trước, món đưa sau đủ khôn ngoan thuyết phục người đàn bà anh yêu bởi sự khẳng khái nơi chị khiến anh yêu chị bội phần. Giờ anh thấy rằng tiền chỉ đỡ được cho miên những khốn khó vật chất nhưng không cứu trừ khỏi sự bất hạnh. Còn anh, anh đã không đón trước nổi những dày vò của bản thân, không hình dung nổi cuộc đọa hành thân xác nỗi đau đớn biệt ly và sự khủng khiếp của cô đơn khi con người bị hất khỏi lãnh địa tình yêu nơi họ ký thác cuộc chọn lựa của mình anh đã không hình dung nổi phải sự thật trần trụi và khốn khổ gấp bội những điều anh tưởng tượng và giờ đây khi ngoái lại nhìn quãng đời vừa qua anh không khỏi hãi hùng tất thầy cái cuộc sống nhục nhã này cho anh cho em từ đâu tới phải chăng chính từ chúng ta chúng ta hèn nhát ngu muội chúng ta là bọn lính bò chạy trước khi bóc cò súng là kẻ lái thuyền buông tay trước khi cầm chèo trong giây lát cơn bi phẫn lóe lên như tia chớp soi dọi và xuyên suốt thời gian khiến anh nhìn rõ gương mặt thứ hai của chính anh một gương mặt nhát nhúa ngu ngơ vẻ nhẫn nhục vô minh và sự cam chịu của loài bò cày ruộng hoàn di màu đót thuốc vào chiếc gà tàn cử chỉ ấy có một vẻ quà quyết bạo tàn, Khiến người quảng ra đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh Nhưng ông vẫn im lặng Ông đã giữ im lặng từ rất lâu Để anh có đủ thời gian theo đuổi những suy tư thầm kín Ông già này quả là một người biết cách im lặng Và biết cách đợi chờ Trời đã cho to món quà vô giá Hoàn nghĩ Và anh tức khắc phát ra kế hoạch hành động Gần như tất cả mọi sắp xếp Mọi toan tính đã được ghi trước nơi thầm kín nào đó trong góc não anh Và lúc này các con toán chỉ cần hiện lên trên giấy trắng Bác nhớ khu đồi suối nhỏ chứ Dạ khu đó cách vườn tiêu thứ ba chừng non hai cây số Chúng ta đã cùng xem đất đúng không Dạ ông nói thứ đất suối nhỏ thích hợp với giống tiêu mã lai Còn gì nữa Bên kia suối có thể san thành hai vườn cà phê độ chênh lệch chừng 35 cm và người ta có thể đặt trạm bơm giữa hai vườn. Còn gì nữa? Cách chỗ lội chừng 200 thước có hòm đất rộng có thể cải tạo thành giếng lộ thiên tích nước và ông tính lượng nước chứa ở đó thừa thải tưới cây ngay cả trong mùa hạ. Còn gì nữa? Phía dưới khu đồi xây trang trại là hẻm khuất gió rất thuận đặt một chuồng nuôi gia súc và kho chứa cỏ khô cảm ơn trí nhớ của bác rất tốt ông quá khen tôi quyết định dựng khu trại suối nhỏ dạ tôi nghe bác sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ về việc này ông cần trong bao lâu càng sớm càng tốt tôi sẽ cố gắng thêm nữa bác cũng phải lên kế hoạch xây trường tiểu học cho xã ngay trên đất đỉnh xóm núi việc này phải song song với việc xây khu trại đây là món quà nhất thiết phải có với dân cư sau này chính có thể con trai tôi cũng sẽ học ở đó nhưng dù nó không học trẻ trong xóm cũng cần đủ tiện nghi việc này với bác có khó khăn hay không thưa ông không có gì đáng lo vậy bác quay về xóm núi ngay tôi muốn tất cả được hiện trong thời gian ngắn nhất tôi hiểu người quản gia đáp và ông ra về, hoan thầm hỏi nhưng anh không tìm câu trả lời. Toàn bộ kế hoạch trong cuộc quay về vừa chỉ hiện hình trong giây lát đã được thực thi tức khắc. Chưa bao giờ trong đời anh, anh có một quyết định đột ngột như vậy ngoại trừ lần gặp Miên trên đồi tiêu. Lần ấy, ngay tức khắc, tiếng kêu chính em là người tôi tìm kiếm, em là tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi và lần này cũng vậy. Quay về đó là tiếng kêu của định mệnh